Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin. Câu chuyện của những doanh nhân gốc Việt tại Mỹ nỗ lực khởi nghiệp nhưng vẫn không quên lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa cội nguồn. Ấn tượng đêm văn hóa Việt Nam tại Budapest, buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc giúp giới thiệu văn hóa Việt Nam tới người dân Hungary. Sôi động không khí của giải bóng đá người Việt tại Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thưa quý vị, ở Mỹ hiện có khoảng 2,2 triệu người Việt. Họ sinh trưởng hoặc đến với Mỹ và ở lại Mỹ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng chia sẻ với nhau cùng một điểm chung về sợi dây cội nguồn. Sợi dây này có nhiều ý nghĩa, nhất là với thế hệ sinh sau chiến tranh và đang nỗ lực khởi nghiệp tại đất nước này. Tôi tên là Kenneth Nguyễn. Tôi là người dẫn chương trình tại The Vietnamese Podcast. Kiểu là The Vietnamese là tại vì tôi muốn đi tìm những cái câu chuyện của những người Việt Nam để làm để tôi học được những cái cách sống của người Việt Nam hải ngoại và bên Việt Nam luôn và ở trong nước luôn. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, dù có doanh nghiệp riêng, ông Kenneth vẫn duy trì kênh YouTube này vài năm nay. The Vietnamese Podcast không chỉ là nơi để tăng thêm thu nhập, mà còn là kênh để ông hiểu hơn về những giá trị của nguồn cội. Những cái hay của những cái người khách đó là họ rất là cần cù. Cái động lực mà họ làm tới nơi tới chốn là cái động lực là muốn làm cho người Việt Nam và gia đình của họ vui và nổi bật cái văn hóa của người Việt Nam. Còn đối với Gia Bảo, thì sợi dây cội nguồn lại là tài sản quý báu. Qua Mỹ định cư với gia đình từ khi còn là học sinh, Hội đoàn Người Việt đã giúp con đường khởi nghiệp của cô bớt nhọc nhằn. Với một cái identity của mình là người Việt Nam thì thật sự nó đã hỗ trợ rất là nhiều rồi. Vì trong quá trình mình thành lập công ty đến giờ là có hai cộng đồng mà mình gắn kết ngay từ lúc đầu, có nghĩa là đấy là Venusa và VACOC. Họ giúp cho mình kết nối với những doanh nhân ở Việt Nam hoặc là những công ty mà họ qua đây để mà hỗ trợ thành lập công ty, khai thuế đó. Sợi dây cội nguồn còn là cầu nối để các thế hệ cùng nhau phát triển. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam tranh tài tại một giải robot giáo dục lớn nhất thế giới. Góp phần vào kết quả này là dự án STEAM for Việt Nam của anh Trần Việt Hùng, một doanh nhân tại Mỹ, cùng nhiều chuyên gia người Việt giỏi khắp nơi trên thế giới nỗ lực mấy năm qua. Mình có cái cơ hội mình đi nước ngoài, mình được tiếp xúc với cái nền giáo dục tiên tiến. Mình nghĩ là không có nhiều người có may mắn như thế này, thì mà trong đó thì cũng rất là nhiều người, người ta cái tố chất người ta rất là tốt. Thế thì bây giờ thay vì người ta đi đúng cái con đường như mình rất là dài, bây giờ nếu mà mình ngay từ bé mình đã mang cái cơ hội cho người ta thì mình sẽ tiến rất là xa. Những giá trị Việt không chỉ là bệ đỡ và động lực để nhiều người Việt trẻ vươn lên ở Mỹ, mà nó còn thôi thúc họ hướng về quê hương bằng những việc làm ý nghĩa để giá trị Việt được vươn xa. Vừa qua, nhằm kiểm tra thực địa, đánh giá hiệu quả và chất lượng công tác bảo đảm của Liên Hợp Quốc đối với Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA UNISFA, đoàn công tác của Liên Hợp Quốc đã đến kiểm tra các mặt hoạt động, trong đó tập trung chủ yếu vào tiến độ và chất lượng triển khai doanh trại thông minh Smart Camp. Đại diện đội công binh Việt Nam đã giới thiệu với đoàn công tác về quy mô, tổng quan nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ phái bộ giao cho đơn vị. Tại các buổi làm việc, tất cả các lãnh đạo của Liên Hợp Quốc đều đánh giá cao hoạt động của phái bộ UNISFA, trong đó nổi bật là đội công binh của Việt Nam. Xây dựng doanh trại thông minh là nhiệm vụ mà Liên Hợp Quốc quyết định để đội công binh Việt Nam là đơn vị đầu tiên triển khai dự án này. Những công việc mà đội công binh Việt Nam đang làm đem lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn đối với các công trình của doanh trại trong tương lai. Mới đây, chính quyền quận 4 Budapest, Hungary đã phối hợp với Hội Vì Văn hóa Hungary tổ chức chương trình Đêm Văn hóa Việt Nam tại nhà văn hóa của quận, nhằm giới thiệu văn hóa, du lịch và ẩm thực Việt Nam. Tham dự chương trình có đại diện Đại sứ Việt Nam tại Hungary, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary Việt Nam
cùng lãnh đạo hiệp hội và các hội đoàn doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, cùng đông đảo bà con và người dân Hungary đang sống tại quận 4. Chương trình diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, thân mật, cùng với đó là các tiết mục nghệ thuật đa dạng màu sắc như múa nón trên nền bài hát Việt Nam quê hương tôi, trình diễn áo dài, múa trống cơm do chị em hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary biểu diễn, các tiết mục dân ca Hungary do các nhạc sĩ Hungary thể hiện. Chương trình là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, không chỉ giúp nhân dân Hungary hiểu biết hơn về các giá trị văn hóa nghệ thuật, ẩm thực của Việt Nam, mà còn thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác văn hóa giữa Đại sứ quán Việt Nam với quận 4 Budapest, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hungary. Ngày 6 tháng 11 tại Nhật Bản đã diễn ra giải thi đấu bóng đá của cộng đồng người Việt Favija Chugoku Cup 2023, hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. 16 đội bóng không chuyên của người Việt và người Nhật đã được lựa chọn từ rất nhiều đội bóng đăng ký tham gia tranh tài. Đây không chỉ dừng lại là một sân chơi rèn luyện sức khỏe, mà còn là cơ hội để những người trẻ Việt sống xa quê hương có dịp gặp gỡ, giao lưu với nhau, thắt chặt hơn nữa tình cảm thân thiết giữa kiều bào ta với người dân Nhật Bản. Kết thúc giải đấu, chức vô địch đã thuộc về đội FC37 Hiroshima. 4 đội bóng đạt thành tích tốt nhất cũng đã giành quyền tham dự giải tranh cúp vô địch toàn quốc người Việt tại Nhật, được tổ chức vào trung tuần tháng 12 năm nay tại thủ đô Tokyo. Thưa quý vị, hát sẩm là một hình thức diễn xướng dân gian độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc. Những năm gần đây, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị ngày càng được đẩy mạnh, đưa sẩm trở lại hòa nhịp cùng với cuộc sống đương đại. Liên hoan hát sẩm Ninh Bình năm 2023 vừa được khai mạc vào tối ngày 5 tháng 11, thu hút sự quan tâm của các nghệ nhân và những người yêu mến sẩm trên khắp cả nước. Diễn ra từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 11, liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của khoảng 200 nghệ sĩ, nghệ nhân, nhạc công của 20 câu lạc bộ đến từ hơn 10 tỉnh thành phố. Đây là liên hoan có sự tham gia đông đảo nhất từ trước tới nay. Cái điều đặc biệt là các cái nghệ nhân, nghệ sĩ và các cái nhạc công tham gia diễn thì ở đây là rất là đa dạng. Các cháu rất là bé cho đến các cụ và từ khắp các cái miền của đất nước. Đây là một cái tín hiệu rất là mừng. Sang cái năm 2023 này tôi thấy là rất là đông vui và là hào hứng. Mong muốn làm sao mà cái nghệ thuật này càng phát huy ra rộng bao nhiêu thì càng tốt biết nhiều. Ninh Bình được xem là cái nôi của nghệ thuật hát sẩm cổ truyền. Thời gian qua, các đề án bảo tồn, hoạt động truyền dạy sẩm diễn ra sôi nổi tại các câu lạc bộ trong tỉnh, đồng thời vươn ra nhiều vùng miền trong cả nước nhờ sự nỗ lực của các nghệ nhân tâm huyết. Các em là nói giọng Nam, thế bây giờ lúc ấy mình phải tính làm sao để các em có thể nói được hát được sẩm mà là giọng Bắc mà hơi Nam. Đó, thì cái đó là cái khó khăn. Nhưng cũng rất là mừng là các cháu nó thông minh, nhanh nhẹn và cũng rất là hào hứng. Theo kế hoạch, chương trình khai mạc và biểu diễn được tổ chức liên tục trong 2 ngày tại sân khấu Thủy Đình, phố cổ Hoa Lư. Đây là một địa điểm du lịch có rất đông du khách tới tham quan. Điều này sẽ tạo thêm cơ hội thuận lợi để du khách biết đến và thưởng thức nghệ thuật hát sẩm. Mình chuẩn bị rất là chu đáo và kể về là trang phục hay là sân khấu địa phương nào cũng làm như thế này được thì mình nghĩ là sẽ tốt lắm để giữ gìn những cái truyền thống văn hóa dân gian. Thêm người yêu mến, thêm sức lan tỏa. Liên hoan nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng là tiền đề để xây dựng hồ sơ quốc gia, trình UNESCO ghi danh nghệ thuật hát sẩm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Tại tỉnh Nghệ An, làng nghề thổ cẩm ở Bản Siêng đến nay đã hàng trăm năm tuổi. Phụ nữ Thái ở đây từ năm 8 tuổi đã bắt đầu làm quen với khung cửi, thêu, dệt. Trước nguy cơ nghề thêu dệt thổ cẩm dần bị mai một, bà Hà Thị Hằng, một người thợ dệt giỏi, đã cùng với chính quyền địa phương tìm cách khôi phục lại cách dệt hoa văn cổ của người Thái, đem lại sức sống mới cho làng nghề này. Một số chị em phụ nữ thì cũng đi làm ăn xa. Cái vấn đề là thổ cẩm là cùng mai một dân. Các chị, các cô không làm dệt nữa. Cái khung cửi là đốt, là đun, nhóm bếp bỏ xó luôn. Nhưng đây là câu chuyện của hơn 8 năm trước. Giờ đây, phụ nữ ở Bản Siêng đã trở lại với nghề truyền thống. Họ phấn khởi hơn vì có thu nhập ổn định từ việc dệt thổ cẩm.
Ngày xưa chỉ có làm ra thì có mặc thôi, bây giờ thì làm mình làm được thì được bán, có tiền. Vui lắm. Với cái tinh thần mình quyết tâm, mình muốn giữ bản sắc văn hóa dân tộc thì mình cũng phải cố gắng. Trong khoảng 3 năm trước ấy, thì tôi phải đi thuyết phục là đóng cái khung cho họ này, rồi đưa cái dụng cụ vào này, rồi là đưa nguyên liệu vào này, rồi chỉ cho họ là dệt kiểu này này, rồi đưa cái máu để đó. Chà áo cá này mà. Là thành xong mẹ hả? Mỗi khi đi thuyết phục là phải nhờ đến cấp ủy ban thôn với là hội phụ nữ đấy. Tôi cũng phải gặp họ, gặp được một lần không được thì gặp 2-3 lần. Bà Hà Thị Hằng, một người thợ giỏi bản Xiêng, chính là người góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn và khôi phục lại nghề dệt ở đây. Bà Hằng kiên trì động viên phụ nữ trong bản gìn giữ cách làm thổ cẩm tự nhiên nhất. Từ cách trồng dâu, nuôi tằm, dệt, nhuộm vải tự nhiên, hoa văn cổ để tạo nên nét độc đáo của thổ cẩm bản Xiêng. Con rất thích dệt thổ cẩm của người Thái mình. Con học từ bà là dệt và kéo sợi. Sau này con sẽ muốn dệt những cái tấm vải đẹp như bà. Sau những ngày mùa bận rộn, phụ nữ ở bản Xiêng lại dành thời gian ngồi vào chiếc khung cửi để dệt vải. Họ cũng phấn khởi hơn vì giờ đây không những giữ được nghề truyền thống mà còn có thêm thu nhập. Đây cũng chính là cách để tiếng dệt cửi luôn rộn ràng khắp bản Xiêng. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi lại các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go tại App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!